đằng nào cũng phải cưới vợ một lần. Có thể cưới được người vợ giống như cô Chi. Em có lòng tin là tất cả đàn ông trên thế giới này họ sẽ mộ em. Xì, tao không ham đâu. Con nhỏ của mày vừa đẹp vừa lịch sự, làm vợ mày hả? Sớm muộn tan hàng thôi. Có thì không đi đại ca, anh phải ủng hộ em chứ, sao lại tạt nước lạnh vậy? Tao tưởng mày chỉ lo chơi, không lo tình yêu. Như vậy anh có tán thành không? Tao đã bàn với bọn Phúc Kiến rồi, họ nói không có truy tố cái vụ đó nữa, miễn làm cưới vợ đi. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn cái khỉ gì, nếu không nhờ mày thủ tiêu đàn anh của bọn Phúc Kiến, cái thằng mới đây đâu có được lên mau như vậy chứ hả? Nói cảm ơn mày thì đúng hơn. Đại ca, hay làm người chứng hôn cho em đi. Còn chưa biết học khôn, chưa gì đã đòi cưới vợ. Đừng để tao đón trúng nha, sớm muộn gì cũng tan hàng. Đại ca, căng thẳng như vậy làm cái gì? Người ta còn chưa đòi tiền lì xì mở cửa là bao nhiêu, nó đã lên tiếng biểu đưa rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Quê, vợ của tao 39.900, tính ra đâu có bao nhiêu. Nói thiệt chứ, vợ của tao là vô giá mà. Đúng là giá như vậy hả? Đúng không hả? Sẵn này mày nói nha, đại ca bày có ở đây không? Tao cũng không biết. Không cần phải lo, lúc sáng tao có hỏi anh đó là tới mà. Yên tâm đi. Ừ, có nghĩa là còn thương tao đó. Sao rước cô dâu giờ này chưa tới vậy? Phải rồi. Anh Bê. Quay, mấy đứa bay, đàn anh tụi bay đâu? Anh Bê, em muốn theo anh đó. Sao khi không đòi theo tao? Anh Bê, anh coi nè. Wow, tại sao đến nông nổi này vậy? Cái thằng đại ca đó đúng là cái thằng ác dâm mà. Công nhận tối ngày đánh đập tụi em á, còn muốn chơi hồng môn tụi em nữa. Thằng Bèo là hạng người như vậy sao? Quay, chém nó. Ây da, chém nó. Ây da, chém nó. Đừng chạy ra, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Anh Cà Trừng. Chị hai xong chưa? Sắp xong rồi. Cô kêu là anh Cà Trừng hả? Kêu là anh Trễ đi, thằng ngu. Anh Trễ, chị hai tới kìa. Em đẹp lắm. Sắp tới giờ rồi, mau về nhà làm lễ đi. Có thể gọi thêm một lần nữa không? Nghe hai chữ ông xã thì là sướng quá. Ông xã? Lần nữa, lần nữa. Ông xã. Alo, Đeo à, đại ca B. Cái gì? Mau lên, phóng quả đốt chết mẹ tụi nó luôn. À, cái tụi khốn nạn này mau thả tao ra. Đốt chết mẹ tụi nó đi, đốt đi, đốt đi. Đốt chết mẹ tụi nó, đốt đi, đốt. Chuyện gì vậy? Đại ca B có chuyện. Tối nữ xã là chắc rồi. Vậy thì đừng có uống. Ra rừng. Quê, sao không chạy xe đi, có chuyện gì? Gần chạy rồi, sao nói vài câu đi. Vậy mẹ ở lại với mấy cổ, để bà đứa ta đi coi chuyện gì. Phải về ngay nha. Bây giờ là 11 giờ, điện chuyển nhanh ghê lắm. Đành chịu thôi, chịu chơi là trên hết mà. Tao qua nói với vợ tao chút. Nhanh lắm, nửa tiếng đồng hồ là xong liền mà. Không được. Cấm đi. Đừng vậy mà, em về nhà má của em đi. Dạ bây giờ đại ca quan trọng hay là em quan trọng đây? Em là quan trọng nhất. Trên đời này không có gì quan trọng bằng em. Ok. Đại ca, sao rồi hả đại ca? Nè, phá cửa đi, mau lên. Mau lên. Đại ca. Đại ca, sao rồi? Đại ca, sao rồi? Như vậy cũng giận sao hả? Yên tâm đi, không sao đâu. Còn quan trọng hơn cưới vợ mà. Vậy mà cũng không sao. Đi ca, anh không sao chứ? À, bọn đó đúng là bọn khốn nạn đó mà. Đỡ đi ca lên xe. Ta đã mặc sẵn cái áo vest chuẩn bị đi ăn mừng với mày nhưng... Được rồi. Quý, hi, ở đại ca. Đại ca. Nhóc con à, nhóc con, mày đừng chết. Chém chết cha nó đi. Gà rừng, cảnh sát.
Đứng im. Đừng nổ súng. Cầm số. Muốn đánh lộn cũng được cái lần ngày hôm nay mà. Yên tâm đi, không sao đâu. Ê nè, tôi bảo đảm với cô tối nay chắc chắn là có thể đồng phòng với anh gà rừng mà. Mau lên đi. Đi mau lên. Im miệng đi. Ta là cảnh sát bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ thấy ai đánh lộn ăn mặc chính tề như mày vậy đó. Uống đi, uống cho nhiều nha. Ủa, gà rừng. Có hồi nào vậy? Chúc mừng. Mới về hả? Về cả năm rồi. Quê, dễ trò gì đây? Trong nhà hàng bài tiệc cưới hả? Linh đình vậy? Nè, có thấy chiêu bài này không? Albertini đó. Không quần lót. Hả? À, bây giờ tôi không gọi là Ben Horn nữa. Tôi đã đổi tên rồi, gọi là Albertini Horn. Ờ, vậy thì càng hay. Nè, gần đây có coi Godfather hay không vậy hả? Wow, có nhiều kinh điển đó. Làm ăn bây giờ không ở quán Italy, đổi cái tên Italy làm không nổi đâu. Chị Muối. Gà rừng. Cảm ơn. Lâu quá không gặp anh rồi. Phải. Nè, chào mấy chị tên Tini gì đó. Tên gì? Albertini. Vậy chị có đặt tên quái đản gì hay không? Tên tôi là Gina Nori Bori Thập Tam Muội đó. Gọi tắt là Na Thập Tam Muội hả? Thế mà là vậy. Ê, Đại Phi tới rồi. Nè, ra ngoài uống rượu đi. Đi mau lên. Đi. VCD của anh á, làm cho hay một chút có được không đây? Làm cho nghệ thuật một chút có được không đây? Làm y như là cái tụi bản sao vậy? Còn nữa, phải cởi chuồng đó. Cởi chuồng như vậy thì mới có khách chứ. Hả? Đại Phi. Quần xin tiếp không được, phải cởi hết chứ. Cởi cho sạch nha, vậy đi. Làm gì bực bội quá vậy? Dạy con nít đó. Con nít hả? Có thiệt không đây? Đã lớn đầu rồi. Nè, thằng con của anh làm biên tập trong nhà xuất bản của anh đó mà. Mấy tuổi? Thằng con của tôi 16 tuổi, tốt nghiệp tiểu học rồi. Nó có trình độ văn hóa mà, đương nhiên phải giúp cho tôi lo về sự nghiệp văn hóa chứ. Sách kêu dâm cũng coi là sự nghiệp văn hóa à? Wow, vậy anh Tân lo cái vụ Albertini, phải xưng hô là bố già trong ngành casino và trong ngành ẩm thực luôn đó. Đúng vậy. Wow, bộ đồ vest của anh đẹp lắm nha. Mua bên Pháp mà. Ê, anh cơ, vô đi. Quay, tôi tưởng bày tiệc ở tủ lầu á, mới mặc bộ đồ hoàng phi hùng này thôi à. Không ngờ là thứ tiệm này hả, tôi về thay bộ đồ khác nha. Ngại cái gì chứ, như vậy mới hay đó, đi vô. Được không đây? Đẹp trai mà, ký tên đi. Qua bộ đồ trắng bóc giống như là con voi vậy. Ê, coi chị Muội kìa, hình như chỉ còn vui hơn anh nữa. Ê, chúc mừng chị. Ê, đừng có nói chuyện này nữa. Dẫn anh ra tới phòng VIP đi, bên kia kìa. Bà muốn làm gì kệ bà đi. Mình là anh em mà, cạn ly đi, rượu chát còn lắm. Chỗ này còn khá chứ. Những người phải tới hôm nay đã tới đủ chưa chị? Đúng rồi, còn một người bạn chưa tới. Mới từ Anh Quốc trở về ở phố Tàu của tiếng lắm đó. Vậy à? Anh tên là Christian, ở tầng gia ba cho phi lực tầng. Đều có phe phái của anh. Làm nghề gì? Tóm lại là thần tượng của tôi, giống Harrison Ford như đúc. Harrison ghê gì hả? Đừng tao dốc nữa, ra ngoài này đi. Chuyện gì? Hà Nam tới rồi. Tới rồi kìa, ra ngoài đi. Hà Nam. Hello anh em. Hello. Cảm ơn. Rốt cuộc người chịu lấy được. Cảm ơn. Chưa về rồi hả? Ở Đài Loan năm rồi. Thằng tào lao đâu? Tôi đừng có nhắc nữa. Lãnh đủ rồi, đã về Tân Gia Ba. Nè, quà anh tặng cho chị đó. Cảm ơn. Ở vậy còn tôi? Chia nhau đi. Chuẩn bị chụp nha. 1, 2, 3. Hello. Hi, Ben. Chúc mừng. Cảm ơn. Mới đây đã đổi tên tiếng Anh, gọi là Albertini đi. Để tôi giới thiệu, vợ tôi và chi nhà. Hello. Cảm ơn. Nè, để tôi giới thiệu bạn Đại Phi. Hello, mạnh giỏi. Anh Cơ. Chào anh. Người yêu của tôi. Chào chị. Chào. Bobby. Hello. Gà rừng. Anh và Trần Hạo Nam, hai tên xuất sắc nhất trong Hồng Kông.
Anh tới sớm một chút thì đỡ. Anh Nam vừa đi khỏi. Christian, đặc biệt tên Quốc về chúc mừng tôi đó. Anh là thần tượng của tôi. Hân hạnh. Để tôi giới thiệu, vợ tôi và chú nhà. Hello chào anh. Chris, anh xếp xong khu phố tàu London. Hèn chi vợ của anh đẹp như hoa hậu phố tàu. Hôm nay chị là gia chánh, đẹp nhất là chị đó. Cảm ơn. Đừng khách sáo nữa, hãy cạn ly đi. Mời qua bên này. Tôi là người ngoài, hôm nay xin chúc cho cô dâu chú rể yêu thương nhau mãi mãi. Cảm ơn. Cảm ơn. Vợ chị nhà, em cũng cạn ly chúc mừng họ đi. Cheers, cheers. Nè, cảm ơn, cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Cảm ơn quý vị. Anh không muốn gặp chị hai em sao? Em không biết quý vị hả? Nếu như em biết thì em đâu có giật mình.